Hello, Cao Bằng Nguyễn Audio xin kính chào anh em nha. Hôm nay em mở nội thất ruột gan con Denon 1000G để cho anh em nội soi. Anh em nội soi rồi anh em nghe test chất âm luôn ha. Đây là cái phần phía dưới của con Denon 1000G. Cái phần vàng vàng này nó là cái nhựa thông nó phủ lên nha anh em. Đó, nó là cái phần nhựa thông nó phủ lên và nó có cái phần nó vàng vàng. Đó, còn mọi thứ trên này là chưa có một dấu chấm chì sửa chữa gì ở trên này. Đó, cái phần này là cái phần nhựa thông ha, nó phủ lên theo năm tháng thì nó vàng như thế. Đó, tất cả đây. Đó, hàng còn nguyên bản chưa sửa chữa nha, đảm bảo zin 100%, hàng còn nguyên bản chưa sửa chữa. Tất cả những cái dấu vàng đó là cái phần nhựa thông khi người ta hoàn thiện sản phẩm người ta phủ lên để chống oxy hóa cái lớp chì, cho nên anh em đừng hiểu nhầm là bị hàn hay bị sửa chữa ha. Đây, toàn bộ hệ thống mạch nó đều có cái vết vàng như thế và em quay thực sát để các bác xem ha. Tất cả các vết chì nó đều đồng màu như nhau, không có vết chì nào mới. Vết chì mới nó sẽ bóng nha, vì đây là tất cả những cái vết chì này là đã có một lớp thông phủ lên, nhìn nó rất là đồng đều, nó không có bị sáng lóa. Chỉ cần một cái mũi hàn chấm vào đây là sẽ có một dấu chì rất là sáng. Đã, và tất cả ở đây là đều là cái dấu chì rất là đồng màu. Rồi đây, hồi nãy là vế bên trái và đây là vế bên phải. Đó, em quay từng chi tiết để các bác xem thật kỹ để các bác có cái sự lựa chọn nó thật chính xác. Sản phẩm em bán ra zin nói zin, sữa nói sữa. Ở này tất cả là vẫn còn là nguyên bản, chưa động chạm sửa chữa gì hết. Mời các bác xem tỉ mỉ, xem kỹ từng chi tiết, từng dấu hàng để chúng ta quyết định sản phẩm nó thật chính xác. Nhiều khi các bác tới cực tận cửa hàng thì nhiều khi người ta cũng chẳng có mở như thế này cho các bác xem đâu. Đây là sẵn tiện làm clip thì em mở nội soi để các bác cùng xem kỹ từng chi tiết bên trong. Đó, chứ còn các bác mà tới cửa hàng điện máy, không có cửa hàng điện máy nào mà nó tháo ra cho các bác mà xem như thế này. Đó, chỉ có em thôi, chỉ có riêng Cao Bồi Nguyễn Audio mới làm những clip như thế này để cho tất cả anh em soi kỹ bên trong là zin hay không zin. Nếu các bác có trình độ chuyên môn thì các bác tự đánh giá ha. Còn riêng về bản thân Cao Bồi Nguyễn Audio sẽ khẳng định với các bác rằng là những cái con Denon 1000G này của em là vẫn còn nguyên bản, chưa sửa chữa, vẫn đẹp theo năm tháng, tụ tị rất đẹp đó. Còn những cái ố ố vàng vàng là cái nhựa thông theo năm tháng nó sẽ đổi màu và nó có cái lớp vàng vàng đó. Em nói về cho các bác nhìn qua camera để các bác hiểu ha. Nhiều khi cái ánh sáng của mặt trời nó rọi rọi vào, các bác lại tưởng nó là bị làm sao. Nó chả bị làm sao hết. Đó, rồi, tổng thể cái mặt dưới nha. Đây là cái tổng thể của cái mặt dưới. Đó, cái bo dưới. Và có 8 con công suất đồng bộ. Và các bác nhìn vào cái chân hàng của nó để các bác thấy rằng là nó vẫn còn nguyên bản, chưa bị chấm phá sửa chữa bất cứ một cái dấu hàng nào trong này. Đó, rồi em quay bên này. Đó, các bác soi nha, vẫn còn nguyên bản, chưa có chấm phá thay thế bất cứ một linh kiện nào. Mỗi hàng đồng bộ, một màu, không bị có mối hàng mới. Đó, A1490 37BZ và bên này cũng là C3854 37BZ. Và cái con cuối cùng này là 3854. Đó, 3854, hai con liền nhau. Và hai con bên này là một con là 1490. Con bên này là 1490. Đó, thường thường là nếu như một dãy của nó thì nó sẽ có hai con này, hai con kia. Đó, và bên này cũng vậy ha. Bên này cũng vậy. Đó, em quay chi tiết như thế này để các bác soi thật kỹ. Đó, 3854 thì bên con cảnh này nó cũng 3854.
Đó, 3854 ha. Rồi, cái con bên cạnh này cũng 3854. Rồi kế đến là 1490 ha. Kế đến nữa là 1490. Rồi. Có nghĩa là sẽ có hai con 1490 và 3854. Đó. Hai con này và hai con này và bên này cũng vậy ha. Hai con này và hai con này. Đó. Tất cả là còn nguyên bản. Đó, em soi kỹ từng chi tiết để các bác khám phá từng cái lỗi lầm, cái dấu hàng ở trong này, để các bác nhận hàng các bác yên tâm ha. Đó. Sườn bọng là vẫn còn đẹp ha. Đó. Theo năm tháng như thế này là đẹp, và với cái hình thức này thì không có gì để chê. À, chất âm thì đời nông thì chúng ta cũng ít nhiều cũng được nghe nói đến. Đó. Rồi. Chờ em lễ lắp cái nắp đít rồi em quay phía trên nha. Rồi, và đây là phần nội thất mặt trên. Gồm có 4 tụ và một tăng phô xuyến rất đẹp. Mọi thiết kế ở trên con âm ly này nó theo một cái sự trình tự ngăn nắp sạch sẽ, linh kiện cao cấp, và nội thất như trong clip em đang quay đây thì các bác tự đánh giá ha. Tụ tị mọi thứ trong này vẫn còn nguyên bản, chưa động chạm thay thế bất cứ một linh kiện nhỏ nhất ở trong này. Những gì em quay và em mô tả là đúng như những lời em nói, cho nên các bác kèm theo cái kinh nghiệm mà các bác tự đánh giá được ha. Đây là cái sản phẩm em đã lột hết nó ra và em quay rõ từng chi tiết để các bác ngắm nghía, soi mói, tìm tòi bới móc, xem qua những lời em nói và hình ảnh đi cùng nó có khớp hay không. Ở trong này gồm có 4 con điện trợ sứ, mỗi một vế. Đó, bên này đã có 4 con màu trắng ha. Đây. 4 con màu trắng 1 2 3 4. Và bên này cũng có 4 con. 1 2 3 4. Thì mỗi một vế như vậy nó có 4 con sò, tương ứng sẽ có 4 con điện trở để nó bảo vệ cái con công suất đó. Tất cả mọi thứ nó đều chia làm đôi. Hai tụ lớn, hai tụ nhỏ. Ở bên này nó có 2 con tụ thì bên này nó cũng có 2 con tụ. Đó. Hai vế rất là rõ rệt ha. Rồi. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Và em sâu thêm cái phần phía đít cho các bác xem ha. Đó, giắc cắm vẫn còn mạ vàng, vẫn còn đẹp. Không bị hoen rỉ. Đó, cái đít của nó không bị hoen rỉ. Và đây là cái thông số Denon model BMA 1000G. AC 100V và 200 công suất tiêu thụ là 207W. 50 đến 60 hạt. Đó. Con này thì điện 100V ha. Đó, anh em xem ha. Sản phẩm rất là mới. Vẫn còn đẹp theo thời gian. Made in Japan. Con này sản xuất tại Nhật. Mọi thông số em đã quay rất kỹ. Mặt sau của nó chạm giắc loa vẫn còn vàng, đẹp. Có cổng phono, CD tuner, AUX, DES 1, 2. Đó. Có vô và có ra. Cái phần DES mà có chữ RED này là lấy tín hiệu ra ha. Rồi. Mọi thông số vẫn còn rõ nét. Sexy vẫn còn đẹp. Đó. Mọi chi tiết về cái con Denon 1000G này em quay rất chậm để các bác xem. Rồi, các bác chờ em giây lát nha. Đây, sau khi em đã lắp nắp hoàn chỉnh thì nó như thế này nha. Đó, mọi thứ vẫn còn long lanh. Nắp lưng vẫn còn nguyên bản, chưa tuốt dặm. Đó, hình thức vẫn còn đẹp. Không có bị chày ố hay rỉ sét. Chạm loa vẫn còn đẹp. Rồi,
Bây giờ chúng ta vào tiết mục test âm thanh. Rồi, em xin mời các bác test âm thanh con Denon 1000G. Hôm nay em làm cái clip này để nội soi tất cả và test âm thanh con Denon 1000G này. Bây giờ chúng ta mở điện nha. Đó, mở điện thì ở đây nó sẽ có bóng đèn hiển thị kênh A và cái cổng input đang chế độ CD và volume. Thì nhạc thì em lấy từ nguồn con CD này. Và nhạc CD. Rồi mời các bác nha, đeo tai nghe để chúng ta nghe nha. Cho bỏ gian lao ngần này vẽ sóng trời giữa phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn lo bên này là không kêu nha. Bên trái phải ta thôi tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi kín vài sườn tóc lại rồi. Bây giờ tình trạng là con này là hát rất tốt, kênh trái hát, kênh phải hát, tách từng kênh một đây ba lăng nha. Đó là bên phải hát và bên này không hát nè. Đó, bây giờ em vặn lớn lên bên kia. Mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi. Rồi, bây giờ em cho bên này nó hát nha. Những kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Đó, rồi mọi chức năng đây, cái bên phải đó em đang test là bên này đây ha. Đó, rồi bên này là bên trái ý, ở bên phải đây là bên phải ha. Rồi right nè, right là bên phải. Rồi bây giờ em test của bên trái nha, test của bên trái. Bạn volume lên nè. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngần này phép dòng chơi giữ phong sương đầy áo. Đó, đây là bên trái nha. Bây giờ em cho lớn lên nè. Đi lính xa đánh giặc từng giờ. Vì
viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay đời chỉ. Đó bác thấy không? Đó, cái loa mà đánh nó nổi mà nó chạy luôn á. Đó. Đó. Rồi, bây giờ sau khi test nhạc vàng rồi thì em là sẽ thay một cái đĩa nhạc kiểu test nhạc high end để test qua cho các bác nghe thử khi chúng ta nghe những cái dòng nhạc mà kiểu như là phòng thu high end chẳng hạn thì nó như thế nào nha. Hôm nay em sẽ test cái bản nhạc đó. Các bác chờ em tí xíu. Rồi, bây giờ em sẽ test cái đĩa CD test void này ha. Đĩa này là đĩa bản gốc để khi chúng ta nghe một cái đĩa bản gốc thì chất âm nó như thế nào. Rồi, mời anh em nha, để em mở ra. Đó, cái đầu đĩa này của em cũng chỉ là để test máy thôi. Rồi. Chúng ta sẽ thưởng thức qua chất âm của cái đĩa CD test void Hi-Fi Void. Đó. Đây. Cái đĩa này là chuyên để test những cái dòng âm ly đàn. Đó. Bây giờ em sẽ test qua cái đầu CD CD và bộ loa Bo 301C5 và con Denon 1000G này. Mời quý vị đeo tai nghe để thưởng thức nha. Quên, em chưa nhả về trạng thái cân bằng. Rồi, test một đoạn thôi ha. Vì nhiều khi mình mở nó đụng bản quyền, cho nên mời các bác test sơ một đoạn thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0907827899. Địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hân hạnh đón tiếp tất cả quý vị và anh em. Anh em có nhu cầu về âm thanh, em xin đón tiếp tất cả các anh em bất kể vào thời điểm nào trong ngày và kể cả 365 ngày em không có cái ngày nào gọi là ngày nghỉ. Các bác chỉ cần đến với em và alo cho em trước một cuộc gọi để em đón tiếp các bác thật chu đáo. Chứ các bác đừng đột ngột đến vì nhiều khi em không có ở nhà hoặc là có việc đi ra ngoài. Cho nên các bác đừng tiếc một cuộc gọi chỉ có 1.000 đồng để báo cho em biết là các bác đến để em đón tiếp các bác thật chu đáo nha. Còn giá của âm ly này thì bảo đảm các bác là rất là tốt. Giá là dưới 9 triệu ha, giá dưới 9 triệu. Còn cụ thể giá tốt hay giá như thế nào thì các bác cứ gọi cho em. À, giá dưới 9 triệu và các bác cứ gọi cho em sẽ có cái giá tốt nhé. Đó, em nói dưới 9 triệu và trên 5 triệu. Còn cái khoảng giá nào thì các bác nào nhanh thì sẽ có giá tốt ha. Đó, cái clip này em sẽ đăng lên YouTube. Trong vòng từ đây tới tối, bác nào bồ kết chấm một phát và gọi cho em ngay giao dịch là em sẽ có cái giá sẽ cực tốt cho các bác đó.
Đó, tình trạng thì em lột tả từ trong ra ngoài rồi. Các bác chỉ cần nhấc máy lên và alo cho em một cái, chốt con này sẽ có giá tốt. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em nha. Xin hẹn các bác clip kế tiếp.